Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì Lực Tàn lại tiếp tục cập nhật một số thông tin xoay quanh câu chuyện của cô ca sĩ Phi Nhung và Hồ Văn Cường. Thì tính đến thời điểm hiện tại bây giờ là chuẩn bị đến ngày 49 ngày của cô ca sĩ Phi Nhung rồi. Nhưng mà cái fan bên kia vẫn không ngừng công kích cô ca sĩ Phi Nhung nha mọi người. Họ đang đánh thẳng vào trọng tâm là cái ngày lễ 49 ngày của cô ca sĩ Phi Nhung được diễn ra. Và họ lên những cái bài phân tích và nói về cái chương trình 49 ngày của cô ca sĩ Phi Nhung để gọi như là tiếp tục bôi nhọ và chà đạp cô ca sĩ Phi Nhung, để vùi dập cô ca sĩ Phi Nhung nữa nha mọi người. Đúng, thực sự là cái bọn này giống như thế là những cái bọn kền kền ăn xác thối và những cái con linh cẩu đang đối mồi nha mọi người. Nó sâu xé vô bất cứ kể cả người sống cho đến người chết luôn nha mọi người. Nó nói rằng là cần gì mà phải tổ chức cái tang lễ, cần gì mà phải tổ chức cái lễ 49 ngày hoành tráng cho một người gọi như là ăn chặt và chăn dắt cũng như là sống không ra hình thức cái gì. Thì mọi người thấy nó nói những cái câu nói như vậy thì mọi người có cảm giác rằng là tụi nó đang ganh ăn tức ở không ạ? Nó rõ ràng là đến thời điểm hiện tại bây giờ là chúng ta nhìn nhận ra một cái sự việc rõ ràng là tụi nó đang ganh ăn tức ở. Tại vì sao có ca sĩ Phi Nhung được tổ chức 49 ngày mà được linh đình và được nhiều người quan tâm đến như vậy? Chứng tỏ một điều rằng cái sự nổi tiếng của chị ấy và cái sự yêu thương của tất cả mọi người dành cho chị ấy rất là nhiều, đúng không ạ? Cho nên là tụi ấy nhìn vào đó, tụi ấy cảm thấy rất là bực tức và cảm thấy là mình không bằng người ta hay này nọ. À, tôi nói cho những cái người bên đó nghe ha, không, cha ông tổ tông nhà mấy người á mà chết đi á thì có tổ chức 49 ngày không? Liệu chừng chắc mấy người không tổ chức quá, đúng không? Nhà ai có người mất đi thì phải tổ chức 49 ngày. Và cái chuyện lớn hay nhỏ là tùy theo một cái gia đình. Thì như có ca sĩ Phi Nhung họ tổ chức nhỏ thì nó cũng trở thành lớn. Tại vì rất là nhiều người hâm mộ trong và ngoài nước người ta để ý đến. Không cần phải tổ chức nơi chùa Pháp Vân. Mà mọi người nên nhớ rằng trong suốt quá trình có ca sĩ Phi Nhung mất thì cái buổi lễ cầu siêu từ tuần 1 đến tuần thứ 7 thì mọi người có thể thấy rằng là toàn đất nước, không, từ Nam ra Bắc ai nấy cũng đều làm lễ cầu siêu, chùa nào cũng làm lễ cầu siêu cho có ca sĩ Phi Nhung. Như vậy là cái nhóm người bên kia nó nhìn vào đó, nó ganh ăn tức ở, nó thấy chị Phi Nhung được thưởng phước quá nhiều. Cho nên rằng là tụi nó muốn chà đạp vào mọi người, cho nên là làm đủ mọi cách, đủ mọi hình thức để tụi nó gọi như là bôi bác và chà đạp hình ảnh của ca sĩ Phi Nhung. Nhưng mà đâu có được, những cái kẻ ác thì làm sao mà có thể mà hãm hại người khác lâu dài được mọi người. Tất cả mọi người ai nấy cũng đều đau buồn và tiếc thương cho cái sự ra đi của cô ca sĩ Phi Nhung. Và trong đó chỉ có một số thành phần con sâu làm đầu nồi canh đang đứng lên ganh ăn tức ở và cảm thấy giống như gia đình tổ tông ông bà nhà mình không bằng được cô ca sĩ Phi Nhung, cho nên rằng là bây giờ đang tìm đủ mọi cách để phá hoại. 49 ngày của cô ca sĩ Phi Nhung thì nó bàn ra đủ mọi cách và mọi chiêu trò. Có khả năng là tụi bay có dám đến đó để phá đám cái lễ 49 ngày của cô ca sĩ Phi Nhung hay không? Đang mở công khai đấy, giỏi thì đăng ký vào đó, đến mà phá đám, đến đó mà nói xấu chị ấy, chị ấy về chị vạch cổ tụi bay đi, đúng không mọi người? Nó thực sự ra là bọn ác thì bây giờ chúng ta nó đủ mọi chiêu trò. Rồi, đến cái câu chuyện của Hồ Văn Cường, nó nói rằng là Hồ Văn Cường cần gì mà phải xuất hiện ở đó, không? Một người không yêu thương gì mình, rồi ăn chặn này nọ của mình, rồi chà đạp bôi nhọ mình, đánh đập mình này nọ thì đến nó làm cái gì? Thế mọi người thấy nó nói không ạ? Như vậy thì chúng ta khẳng định một điều rằng là nó đang hãm hại chính Hồ Văn Cường. Không sai một tí nào. Hồ Văn Cường mà có mặt trong cái lễ 49 ngày của cô ca sĩ Phi Nhung, đảm bảo Hồ Văn Cường sẽ trở thành một người nổi tiếng hơn rất là nhiều và được sự yêu mến hâm mộ của rất là nhiều người. Và như vậy nó lại nói rằng là Hồ Văn Cường không cần đến thì không khác gì đang triệt đi con đường sống Hồ Văn Cường, đúng mọi người? Tất cả mọi người đang chờ đợi Hồ Văn Cường sẽ báo hiếu với mẹ của mình. Ở trong suốt những cái tuần vừa rồi đây là không thấy xuất hiện Hồ Văn Cường rồi. Đến cái ngày 49 ngày là cái lễ cuối cùng chung thất rồi mà không xuất hiện Hồ Văn Cường nữa thì gọi như là cạn tàu rau mát, ăn cháo đá bát. Thì lúc đó cả cộng đồng mạng người ta sẽ tẩy chay, đúng không ạ? 96 triệu dân thì khoảng 95 triệu dân là người có nhận thức và người ta biết được câu chuyện, người ta sẽ gọi như là chỉ trích và gọi như là vùi dập Hồ Văn Cường như thế nào. Còn khoảng 1 triệu dân thôi là những cái người không não và những cái người gọi như là ngu si đần độn và dốt nát thì họ sẽ tung hô Hồ Văn Cường. Thì không biết được rằng Hồ Văn Cường sẽ được sống như thế nào, tương lai của Hồ Văn Cường sẽ sáng lạng như thế nào, đúng không mọi người? Đấy, rồi họ còn đưa ra một cái chi tiết nói rằng là Hồ Văn Cường không cần đến, Hồ Văn Cường chỉ ở nhà gọi như là nấu cơm và lập bàn thờ cúng 49 ngày cho mẹ Phi Nhung. Ủa, lập làm gì hả? Cái lễ 49 ngày của cô ca sĩ Phi Nhung được tổ chức đoàn hoàng, nói rằng là chăn dắt, ăn chặt, sống không ra gì, thế lập bàn thờ rồi nấu cơm ở nhà cúng làm gì? Không tôn trọng người ta, đúng không?
không tình nghĩa cái gì nữa. Thế là ở nhà cũng làm gì, đúng không ạ? Tốt nhất nếu mấy người nói như vậy thì khuyên thằng Cường á là đừng có liên quan gì đến cô ca sĩ Phi Nhung nữa hết, không thèm xuất hiện, không thèm cúng bái, và lên trên mạng xã hội nói rằng là bà ấy không phải là mẹ nuôi của tôi. Đó, mấy người khuyên Cường là phải khuyên như vậy, chứ tự nhiên nói rằng không cần đến 49 ngày ở nơi chùa Pháp Vân rồi tự về nhà nấu cơm cũng như rằng là làm bàn thờ để cúng cho cố ca sĩ Phi Nhung. Mọi người thấy nó nói ngược đời không mọi người? Thấy không còn tình nghĩa gì, cúng bái gì nữa, đúng không ạ? Ai chứng cho? Cúng cha cúng ông nhà mấy người à? Hả? Chắc là cúng cha cúng ông của những cái người mà đang đứng lên để bênh Hồ Văn Cường có những cái bài phân tích cực kỳ lịch lạc. Mọi người có thể thấy không ạ? Không biết là cái nhận thức tầng lớp của xã hội hiện tại bây giờ nó như thế nào mà lên làm mảng truyền thông mà lên lại phát ngôn ra những cái lời nói không? Trước thì đi một đường như vậy nhưng sau thì nó lại ngược lại. Mọi người thấy không ạ? Đó, rõ ràng một cái câu chuyện ví dụ như không có liên quan gì đến có ca sĩ Phi Nhung nữa thì đừng có liên quan gì nữa, đừng xuất hiện, đúng không ạ? Đừng lập bàn thờ cũng chả cần phải cúng, đúng không? Chứ cần gì mà phải không cần đến ở nhà lập. Thế lập là vẫn đang thương tiếc à? Hay là lập là để gọi như là hối lỗi, không dám đối diện với sự thật, không dám đối diện với mẹ của mình, hay là như thế nào mà phải lén lút để làm ở nhà như vậy? Rồi liệu chừng làm ở nhà có ai biết đến mình làm hay không, hay là tự tâm của mình thấy sai rồi ở nhà làm như vậy? Nếu như ở nhà làm cũng được thì tôi cũng nhận xét rằng sợ không dám xuất hiện sai, bất hiếu, ăn cháo đó bắt được chưa, này nọ thì mới sợ không dám đến ngôi chùa Pháp Vân và trực tiếp công khai với tất cả mọi người là tôi đang rất thương yêu mẹ của tôi, mà giấu giếm ở nhà là sợ gọi như là bị phát hiện ra cái tội lỗi, sợ mẹ Phi Nhung không chứng và đến đó mẹ Phi Nhung sẽ xử lý mình, cho nên là không dám, đúng không? Cho nên mới thực hiện ở nhà, lén lút ở nhà. Mà nói thẳng ra bây giờ không có Hồ Văn Cường thì chị Phi Nhung vẫn rất là đông người đến, không, rất là đông người nhớ, không có mở thì chợ vẫn đông. Tôi nói cho mấy người biết như vậy. Và ở đây phân tích là phải khuyên thằng Cường như thế nào để cho cái đường lối của nó đi sau này, cái tương lai nó còn nhiều người biết đến, yêu thương nó hơn. Ấy, làm tròn đạo nghĩa làm con đến đó để gọi như là thắp cho mẹ một nén nhang và cầu mong cho linh hồn của mẹ được siêu thoát được khỏi vĩnh hằng. Dù sao người đó cũng đã có công ơn nuôi dưỡng mình, dù sao người ấy cũng đã đôn mình lên, không có người đó thì làm sao có mình trong thời điểm hiện tại bây giờ. Thi đại học hay là mai mốt phát triển con đường sự nghiệp, hay là ông bầu này ông bầu nọ, những người nổi tiếng đang đứng lên để chuẩn bị gọi như kiếp đồng với mình hay là giúp mình, thì phải nên nhớ rằng có mẹ Phi Nhung thì những người đó mới biết đến mình, được chưa? Tôi nói rõ ràng một câu, anh quả phải nhớ người trồng cây, cái đó là cái câu chuyện rõ ràng mà chúng ta nên dạy cái lớp nhỏ nó mới lớn lên, nó phải ghi nhớ những cái đó trong đầu và không được quên. Và mấy người đang đứng lên để mấy người làm mất đi cái thuần phong mỹ tục, mất đi cái gọi như là cái đẹp đẽ nhất của cái cuộc sống đạo nghĩa làm người trong đất nước Việt Nam chúng ta, đúng không mọi người? Nó đang lên nó làm đủ thứ mọi thứ trò để nó nói xấu hàng này kia, cho nên rằng là những cái nhóm người đó là tàng không thèm đá động, tại vì những cái người đó không cùng đẳng cấp với tất cả chúng ta. Họ chỉ cần biết làm sao để moi móc làm sao cho đủ thứ chuyện đấy, bằng mọi cách để đi hãm hại người khác thôi, chứ không có một cái mục đích gì khác. Còn Hồ Văn Cường nó thực sự họ chỉ là những cái người ngoài liên quan gì đến họ đâu mà họ lên họ bênh như vậy, đúng không ạ? Và chị Phi Nhung đã từng làm cái gì chưa, họ đã có bằng chứng chứng cứ xứng từ xác thực chưa để họ vu cho chị Phi Nhung là cái này là cái nọ, là con này là con nọ, đúng không ạ? Họ chưa có, đặc biệt họ chưa có. Và đối với Hồ Văn Cường họ chỉ là những người dưng. Trong khi Hồ Văn Cường sống với lại quản lý của ca sĩ Phi Nhung, sống với lại Phi Nhung, sống với lại tất cả người con nuôi của Phi Nhung, thì tất cả những người đó liệu chừng có yêu thương Hồ Văn Cường hơn những cái người dưng ở bên ngoài hay không, đúng không mọi người? Trong khi Hồ Văn Cường chưa lên tiếng, chứng tỏ một điều rằng Hồ Văn Cường đang rất là hối hận, ăn năn sám hối với những hành động mình gây ra đối với mẹ của mình, chứ không phải là không. Và đặc biệt Hồ Văn Cường không dám xuất hiện trong những cái lễ thất tuần là do những cái nhóm người bên kia, nếu như xuất hiện thì nó nói rằng nó sẽ tẩy chay này nọ đó mọi người, cho nên Hồ Văn Cường không dám. Và đặc biệt Hồ Văn Cường cảm thấy có tội với mẹ của mình rất là nhiều, cha mẹ của Hồ Văn Cường cũng vậy, cho nên không dám xuất hiện trên truyền thông là như vậy. Nếu như một con người quang minh chính đại đoàn hoàng thì việc gì mà phải trốn chui trốn nhủi lén lén lúc lúc không dám xuất hiện trên mạng xã hội như vậy, đúng không mọi người? Ấy, rõ ràng trong cái câu chuyện này về cái số tiền thì tôi cũng nói rằng là sau 49 ngày tôi mong gia đình Hồ Văn Cường hãy lên tiếng và nói rõ công khai để cho cái fan mù fan không não bên đó nó biết được rằng chúng tôi đã nhận được tiền, chúng tôi đã minh bạch rõ ràng,
chúng tôi không thiếu một đồng nào, và quản lý ekip cũng như là có ca sĩ Phi Nhung không có những hành động xấu xa đối với gia đình nhà chúng tôi. Chúng tôi đang sống rất là hạnh phúc và hòa đồng. Rất mong tất cả những người đó hãy suy nghĩ và kiểm chứng lại, đừng hãm hại và chia lìa gia đình nhà chúng tôi. Tôi phải bắt gia đình nhà Hồ Văn Cường phải lên tiếng và nói như vậy, đúng không mọi người? Nói như vậy để làm mục đích gì? Lấy lại cái sự trong sạch của ca sĩ Phi Nhung, lấy lại cái nỗi oan ức của ca sĩ Phi Nhung, và mong để cho linh hồn chị ấy được ra đi thanh thản. Còn chưa nói, chưa công khai, và nhóm bên kia mà còn lên tiếng thì còn rất là nhiều cái câu chuyện mà chúng tôi phải phân tích, bắt họ phải làm bằng ra, nói lên cái tiếng nói cho nó rõ ràng, đúng mọi người, công tâm, để cái câu chuyện trắng đen rõ ràng và cho linh hồn của ca sĩ Phi Nhung được siêu thoát, được khỏi bị thằng, được chưa? Rồi trong cái câu chuyện nữa, nó còn theo dịch lên là một cái câu chuyện nữa, nó nói rằng là quản lý của ca sĩ Phi Nhung cấm tuyệt đối Hồ Văn Cường không được vào lễ 49 ngày. Đây là thông tin bịa đặt và thất thiệt nhằm vu khống lên để hãm hại bên quản lý ekip của ca sĩ Phi Nhung. Họ chưa hề lên tiếng cái câu đó nha mọi người. Họ vẫn để cho Hồ Văn Cường xuất hiện, và họ có nói rằng là tất cả các con nuôi có mặt trong lễ cúng thất, tức là có cả Hồ Văn Cường. Mọi người cứ yên tâm mà chờ đợi, đảm bảo tất cả mọi người 100% là Hồ Văn Cường xuất hiện. Nhưng đến thời điểm hiện tại bây giờ là tụi nó không phục, không phục là Hồ Văn Cường nếu như xuất hiện ở trong cái lễ 49 ngày của ca sĩ Phi Nhung thì tụi nó không phục, cho rằng là Hồ Văn Cường là không giữ lập trường và sợ sệt hay là bị một cái thế lực nào đó áp đặt. Nhưng không phải, Hồ Văn Cường đã biết hối lỗi, đã biết nhận lỗi, đã biết sai, đã biết những cái gì mình gây ra với mẹ của mình là tội lỗi tày trời tày đình. Cho nên Hồ Văn Cường chắc cú sẽ xuất hiện trong cái tang lễ. Và bên quản lý ekip của ca sĩ Phi Nhung, họ luôn đưa ra cái đường lối rất là nhẹ nhàng và điềm đạm, cũng như là đúng đắn để áp đặt lên cho Hồ Văn Cường và gia đình nhà Hồ Văn Cường. Biết đâu là đúng, biết đâu là sai, biết đâu là người yêu thương, biết đâu là người ghét bỏ mình, để họ sống trong thời gian sắp tới. Chứ không có cái chuyện mà họ cấm cản gia đình Hồ Văn Cường hay là Hồ Văn Cường đến cái đám, đến cái lễ 49 ngày đâu nha mọi người. Họ lên họ nói mà họ không biết ngượng mồm, không? Ai cấm cản, đúng không ạ? Chị Phi Nhung thương yêu Hồ Văn Cường như thế nào? 49 ngày của chị ấy, Hồ Văn Cường phải xuất hiện. Hồ Văn Cường nếu như là một người con đàng hoàng, biết suy nghĩ, anh học đại học rồi, biết rồi đó, biết đâu là đúng, biết đâu là sai, biết ai là người cưu mang mình rồi đó, biết đâu là công ơn dưỡng dục của cha của mẹ rồi đó. Cho nên rằng là Hồ Văn Cường phải xuất hiện, đúng không mọi người? Nếu như không xuất hiện sẽ bị tẩy chay, đảm bảo tất cả mọi người là như vậy, được chưa? Đó là cái quyền của Hồ Văn Cường, nó tự động nó lựa chọn con đường tương lai tươi sáng hay là mù mịt. Thì trong cái ngày 49 ngày đó là Hồ Văn Cường và gia đình Hồ Văn Cường tự quyết định. Còn bên phía quản lý ekip cũng như là người nhà có ca sĩ Phi Nhung, không có cái chuyện mà họ nhỏ mọn đến cái mức độ mà phải tiêu diệt trà đạp để gọi như là không cho Hồ Văn Cường và gia đình Hồ Văn Cường xuất hiện trong cái tang lễ đó đâu. Mọi người đừng có nghe tụi nó nói thàm nói bậy, đó toàn bộ là những thông tin nó vu khống bịa đặt thôi. Tất cả những cái thông tin bên đó nó giờ nó chỉ lên nó nói này nói nọ là toàn bộ là nó tự nghĩ ra, làm gì có cái bằng chứng chứng từ nào để xác nhận rằng là quản lý ekip của ca sĩ Phi Nhung cắt thanh tăng hoặc là cấm Hồ Văn Cường không đến 49 ngày, đúng không mọi người? Rõ ràng nó là như vậy rồi. Cho nên là rất mong mọi người hãy tẩy chay những cái bọn đó, đừng có nghe bọn đó nói. Nó nói là chủ yếu mục đích là hãm hại người khác thôi, mà đặc biệt ở trong đây là hãm hại người quá cố, hãm hại người đã qua đời rồi. Như vậy tội lỗi của tụi nó tày trời tày đình, tất cú sẽ gặp quả báo, gieo nhân nào gặt quả nấy. Gia đình tổ tông ông bà nhà nó sẽ bị độc mồ độc mã và gọi như là sẽ không được siêu thoát, có thể rằng là trở thành quỷ dữ ở dưới âm tàu địa phủ, chứ không phải là có ca sĩ Phi Nhung đâu. Tôi nói cho những người đó, nếu như mà đàng hoàng ăn năn sám hối tụng kinh niệm Phật 49 ngày của chị ấy, thắp nhang, mua đồ cúng về cúng đàng hoàng thì chị ấy tha thứ cho, còn không chị ấy sẽ linh thiêng về và giải quyết mấy người. Tôi nói cho mấy người biết như vậy. Ngày hôm nay Lực Tàng cập nhật thông tin đến đây, có những thông tin gì mà bức xúc Lực Tàng lại tiếp tục lên để nói với tất cả mọi người, để giải oan cho có ca sĩ Phi Nhung nha mọi người. Lực Tàng sẽ không tha thứ cho những cái nhóm người nào mà moi móc người quá cố lên để nói đâu. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi clip ạ. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những clip tiếp theo.